Xin chào tất cả các bạn, mình là Đỗ Quyên đến từ công ty Bate Group. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái vấn đề khá là nhạy cảm nhưng mà lại cực kỳ quan trọng đối với các quý ông và đời sống của chúng ta, đó chính là hiện tượng yếu sinh lý ở nam giới. Hiện tượng yếu sinh lý ở nam giới thì bây giờ là khá phổ biến và cái trẻ hóa của nó thì lại ngày càng lan rộng. Mà cái vấn đề yếu sinh lý ở nam giới thì nó là vấn đề nhạy cảm nên là các quý ông mà thường là không quan tâm cũng như là khá là ngại chia sẻ đối với người bạn đời cũng như là người xung quanh. Vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến cái hiện tượng yếu sinh lý ở nam giới? Có rất là nhiều nguyên nhân nhưng mà chủ yếu là do stress công việc áp lực nhiều và cái khối lượng công việc cũng như là nỗi lo cơm áo gạo tiền làm cho các quý ông bị suy giảm cái hormone nam giới. Cái thứ hai là chế độ dinh dưỡng cũng như là cái chế độ ăn ngủ nghỉ là nó không khoa học, không đúng giờ. Cái thứ ba đó chính là kém về cái hoạt động thể chất, tức là sẽ các anh là thiên về là thích là rượu chè nhậu nhẹt dùng chất kích thích hơn là ra ngoài bên những cái phòng tập để tập thể dục. Đó chính là những cái nguyên nhân sâu xa mà dẫn đến cái lượng hormone ngày càng giảm và cái chất lượng của cái cuộc yêu là ngày càng ngắn đi. Vậy thì để cải thiện cái vấn đề sinh lý của nam giới thì chúng ta cần làm gì? Thứ nhất là các anh hãy thay đổi lại ngay cái chế độ sinh hoạt cũng như là rèn luyện cho bản thân. Cái tiếp theo đó chính là bổ sung những cái thực phẩm mà tốt cho sinh lý nam giới như là hàu, chuối, nho, sữa, trứng. Nhưng mà đối với những người mà bận rộn hoặc là Quyên dùng như là lười chẳng hạn thì những cái mà Quyên chia sẻ thì sẽ rất là khó áp dụng. Để khắc phục cái vấn đề đó thì công ty Bate Group đã sản xuất ra một cái sản phẩm dành cho các anh và được thế giới dùng rất là nhiều năm qua rồi mà hiện tại thì Việt Nam mình đang phổ biến. Đó chính là cái sản phẩm tốt cho nam giới và công ty Quyên đã ra đời cái sản phẩm Osterman, sản phẩm dành riêng cho các quý ông. Sản phẩm Osterman thì là được chiết xuất hoàn toàn từ hàu và các cái loại vitamin khác thì đã được in ở trên bao bì này, các anh có thể đọc ở trên để mình có thể biết thêm về cái thành phần. Sản phẩm mình đạt chất lượng GMP ISO tiêu chuẩn của quốc tế. Cái tiếp theo đó chính là những cái thông tin của công ty sản xuất cũng như nhà máy thì được in rất là rõ ràng ở trên bao bì. Sản phẩm Osterman thì được sản xuất theo công nghệ hiện đại nhất, đạt chứng nhận ISO và GMP. Các anh có thể check mã vạch cũng như là các cái thông tin liên quan đến sản phẩm ở trên bao bì này đều cung cấp cả. Vậy thì hôm nay Quyên cùng các bạn sẽ đập hộp một cái sản phẩm Osterman để xem là trong cái hộp Osterman là có gì nhé. Trong cái hộp sản phẩm Osterman thì có một cái tờ hướng dẫn sử dụng. Cái tờ hướng dẫn sử dụng này thì được in rất là rõ ràng từ thành phần cho đến công dụng, cho đến đối tượng sử dụng, cách dùng và thời hạn sử dụng. Ngoài cái tờ hướng dẫn sử dụng có cố định ở trong một hộp ra thì bên Quyên sẽ gửi cho các bạn thêm một cái tờ hướng dẫn chi tiết cho từng đối tượng này, từng độ tuổi này và từng cái bệnh, ví dụ như là yếu sinh lý này, hay là rối loạn cương dương, hay là tinh trùng loãng dẫn đến là khó con hoặc vô sinh, thì là bên Quyên đã có một cái tờ hướng dẫn chi tiết như vậy để cho các bạn đọc và tham khảo thêm. Đây, trên tay Quyên là đang cầm một cái lọ Osterman, trong một lọ thì có 30 viên. Thì đối với những cái bạn mà duy trì sức khỏe thì mình có thể uống một viên một ngày, hoặc những bạn mà để dùng từ là hỗ trợ điều trị những cái vấn đề liên quan sinh lý thì mình sẽ uống 2 viên một ngày theo cái chỉ dẫn ở trên hộp nhé. Sản phẩm Osterman là sản phẩm hiện tại đang là giá tốt nhất trên cái thị trường hiện nay so với những cái dòng sinh lý khác. Chỉ với 219.000 là các bạn đã sở hữu một lọ sản phẩm Osterman được dùng trong vòng từ 15 ngày đến 1 tháng. Để biết thêm chi tiết thì các bạn có thể truy cập vào trang web 3tg.vn hoặc điện vào số hotline 0964 352 199 để đặt hàng. Bên mình thì sẽ ship nội thành ngay và free ship toàn quốc khi các bạn mua 2 sản phẩm trở lên. Cảm ơn các bạn.